này sao mày vứt đi đấy? Ui giời, nuôi chết rồi, mãi nó chả ra là anh ạ. Thôi em vứt đi, coi chắc là chết rồi anh ạ. Chết á? Chết rồi đâu? Mãi chả ra lá gì anh ạ. Thế vẫn dễ tơ này, thế cho anh nhá. Anh muốn làm gì anh ạ? Okay, muốn làm gì làm nhá. Ok, cảm ơn chú nhá. Theo tôi thì cây này không chết được đâu. Không tin á, để tôi trồng lại để cho các bạn cùng xem nhá. Chỗ này ngồi nó còn không vững này. Tôi cho đất vào đây nhiều hơn một chút. Góc này nhá. Đấy. Bây giờ tôi sẽ moi cái dây thép này lên này. Bên này nữa. Để khi nó cột vào nhau nó rất là chắc. Quý cái nhật, cho mẹ dây kim. Quý cái nhật, cho mẹ dây kim. Hiện nay chỉ có thượng mạ phong mà chết được thôi. Hôm nay tôi sẽ dùng xà quyền để trở thành thánh rắc đất. Ui, rắc kiểu này chả năng suất tí nào. Thôi, quay trở lại tư thế truyền thống vậy. Cuối cùng vẫn không thể thiếu được cái thứ nước thần kỳ này. Và chính nó sẽ làm cái cây sơ liễu này phục hồi nhanh chóng. Mỗi tội là răng lợi da rẻ này hơi đen, cho nên tôi lấy bàn chải tôi đánh hết. Cuối cùng thì chùm ni lông và phun HB ở bên trong. Cực kỳ bất ngờ là chỉ một tuần sau đó như này rồi đấy anh em này. Bây giờ tôi sẽ ra quán nước để chôn cái cậu em kia. À Duy à, vào đây uống nước. Ê, ngồi đây uống nước đi. Cây hôm trước hình như em vứt đi sao nhỉ? Ơi, chú nhận không giận cho nó à? Sao mà anh lại chăm chút kiểu gì mà nó lại tươi tốt này? Ở đấy là bí quyết của anh chứ. Cảm ơn nhá. Em xin nhá. Cảm ơn nhau. Từ Dương Triệu Hải 2,5 triệu.